Oh.
khi chân mây âm hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng ở hồ. Trên đoàn thuyền hai ông vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên hám lụa. Sao em cứ bâng khuâng, thuyền anh mãi về cho cả bạn đầy hoang ơ hò ơ hò. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng ơ hò. Trên đoàn thuyền hai ông vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên hám lụa. Đời cứ gió hỏi trăng chưa bao tình, sao em cứ bâng khuâng, thuyền anh mãi về cho ngã bạc đầy hoang ơ hò ơ hò. Cao vàng đầy hoang đến mù sáng hồ, nước vàng chiều bóng cho má hồng em tươi thắm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nhân ngày 27/2 cho phép con Dũng cùng với Ngọc Thúy xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể những cán bộ công nhân viên của ngành y tế nói chung và tất cả cán bộ công nhân viên của bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt nói riêng có một ngày 27/2 thật là vui vẻ và ý nghĩa. Chúc tất cả các cô các bác anh các chị luôn có thật nhiều sức khỏe
để tiếp tục công hiến, để đồng hành cùng Bệnh viện Hữu Nghị Đặc Biệt. Xin chân thành cảm ơn.